Xin chào mọi người đã quay lại kênh của Bé Ba Đất Tây Nguyên. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người lô đất tọa lạc tại xã Nhân Đạo, huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông nha. Lô đất của mình thì có 200 mét mặt tiền đường đá dăm này nha mọi người. Lô đất của mình thì diện tích thực tế của nó là 3,6 ha, nhưng trong sổ thì chỉ có 3,2 ha thôi. Lô đất của mình thì có tầm 2,5 ha là cao su nha mọi người, cao su đông đặc, còn lại là tiêu và cà phê. Lô đất của mình thì cách đường nhựa thì có 1 km thôi, đó là đường nhựa liên xã nha mọi người, liên thông lên Gia Nghĩa và Quảng Khê đó. Lô đất của mình thì cách trung tâm xã thì có tầm có 3 km thôi, 2 km hơn. Đây này, cao su của mình rất là đẹp nha mọi người. Cao su này thì thực ra là chưa cạo luôn đó mọi người. Lô đất này là cực kỳ đẹp, đất bằng phẳng đẹp nha mọi người. Lô đất của mình giá chỉ có 4,2 tỷ thôi. Lô đất của mình giá 4,2 tỷ thôi nha mọi người, có 200 mét mặt tiền nha, cách đường quốc lộ là tầm 15 km nha mọi người, cách đường thành phố Hồ Chí Minh 200 km, còn lại là nó thuộc xã, nó cách đường chính của xã thì cái đường mà liên thông của xã thì chỉ có 1 km thôi. Đường rất là dễ đi nha mọi người, ô tô vào tận vườn. Anh chị nào mà muốn mua lô đất này về mà để làm vườn hoặc là đầu tư thì vẫn là ok nha mọi người, tại vì dân cư ở bên này, ở đây là đường điện này đầy đủ này, dân sinh sống xung quanh rồi. Cao su này rất là đẹp, cao su này chưa cạo nên mọi người về có thể cạo nha. Lô đất cực kỳ bằng phẳng luôn. Mọi chi tiết là xin liên hệ vào Zalo hoặc số điện thoại của em nha, để biết thêm chi tiết và đi xem đất nha mọi người. Đó, lô đất của mình thì em quay chi tiết cho mọi người xem, đó là cực kỳ bằng phẳng. Nó cách trung tâm trường học 3 km thôi. Đó, ở dưới đây thì trồng tiêu nha mọi người. Tiêu ở dưới thì tiêu này mình mới trồng nè. Đó, đây là tiêu mình mới trồng. Còn lại ở dưới thì đã cho vào thu hoạch chính rồi, cho nguồn thu mạnh rồi nha mọi người. Đất thì bằng, anh chị nào mua về cải tạo lại và trồng chăm sóc kỹ hơn nha. Lô đất của mình thì thực tế là 3,6 ha, có 200 mét mặt tiền đường đá dăm. Đây nè, tiêu này cho nguồn thu mạnh nha anh chị mọi người. Đây là tiêu, ở trên là tiêu, còn dưới là cà nha mọi người. Có hồ có suối đầy đủ nha, có hồ suối đầy đủ, nước tưới đầy đủ, không thiếu nước nha mọi người. Đó, tiêu rất là đẹp. Bây giờ đây là cái lô đất mà em giới thiệu với mọi người. Mọi chi tiết thì mọi người hãy liên hệ với em để biết thêm thông tin và xem đất nha mọi người. Xin chào và hẹn lại gặp lại mọi người vào video tiếp theo của em ạ.